quăng ra cái dính hàng liền ông ơi. Trời ơi, má văng mồi rồi. Má đúng là khá nhiều. Chào các bạn, hôm nay mình đi câu với cái cần theo quật Outback. Cần này cần M nhưng mà thông số tải mát 35g. Tại vì nó cần nhiều khúc, thường nó sẽ thông số tải nó sẽ cứng hơn. Cái cần này thì đi du lịch rất là tiện. Đóng lại thì nó khoảng chừng 45cm à. Câu cần 4-5 khúc, nhiều khúc bạn phải chú ý là lâu lâu bạn phải gắn những cái khúc lại, bạn phải chỉnh lại cho nó khớp lại với nhau. Chứ nếu mà câu lâu á, mình ném mồi nó sẽ dần dần nó sẽ lỏng những cái khớp nối ra, thì lúc mình đóng cá hoặc mình quăng mồi nó sẽ dễ gãy. Chú ý điều đó thôi. Còn cần 4-5 khúc thì cái lực tải rất là tốt. Maria Swat. Ném xa. Vô không? Vô không? Được rồi, được rồi, được rồi, cho chạy, cho chạy. Cho chạy. Cho nó chạy thôi. Kệ nó, cho nó chạy. Cứ xả đất cho nó chạy rộng 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 thanh thang mà. Còn cá lớn á, cá không nhảy là lớn á. Cứ kéo đi, bình tĩnh. Cứ cho nó chạy thôi. Em cứ kéo đi, kéo cho sướng đi. Đừng có cong ấy dây, đừng có dùng dây. Cho nó chạy đi, thoải mái. Này em đóng chưa mạnh đúng không? Đi xuống đi, xuống. Đó. Hàng 4. Cứ ép cho hồi nó vô bờ anh bắt cho. Vướng hả? Cứ ngắt hả? Hả? Cho nó chạy. Kéo kéo chưa đâu, nó còn đâm ra một lần nữa. Cứ xả rắc cho nó chạy bình thường. Đừng xả nữa, hồi nãy giờ nó chạy vô đó, đừng xả nữa. Đừng. Kéo, kéo. Kéo ép vô luôn. Ép cho nó chạy. Quay nhiệt tình lên, quay nhiệt tình, đừng để lỏng dây. À, vướng cái bụi cây khó. Vô cái hổng bên đó. Đừng khỏi, không đụng gì đó tới rắc nữa. Cứ để, cứ kéo đi. Hồi cho nó ngửa lên rồi bắt, ngửa lên. Vô đây coi chừng mái tôn nè. Nhóng cần lên chút. Cá toàn cá khủng không nè. Ê, bụi trà. Bụi trà. Rồi nó ép vô cái bụng này đi. Con này 3kg à.
Tha mỏ nó con. Megabara hả? Megabara 4 kg á, 3 kg mấy, gần 4 kg á. Kẹp nó lại, kẹp nó lại. Em có chụp máy chụp hình đó không? Chụp đi. Anh bỏ ba lô. Chụp hình cũng cái lỗ đó nữa, chắc cặp của nó quá. Chắc cũng bằng size em á. Mới kéo con mà mỏi hết cả tay. Kéo cả buổi chiều sao kéo nổi đây hả? Con này cũng bằng size con đó à. Để dèo luôn hai con chỗ nè. Ép cho nó vô. Hử? Từ từ từ, chưa nổi mà. Cho nó chạy. Từ từ mà bắt thôi. Ồn quá ba. Má. Tìm lên có thể. Còn bơi mà. Còn con này nhỏ hơn con em một chút. Còn khỏe. Bày luôn rồi. Để đừng khỏi lùm. Sao đâu. Được rồi, tháo ra đi. Khỏi chụp khỏi đồ gì. Cá nhỏ từ từ. Dèo luôn hả? Em dèo chưa? Có sao đâu anh. Hả? Chụp không? Không. Dèo đi để bắt con nữa.
rộng quá ha. À, cái đầm má, cái đầm này nó rộng mà nó nhiều vậy thì khi nào câu sao mới hết. Nhảy nó chết ù. Con nhỏ à, cái lỗ của nó đó. Hai cái luôn. Câu mà ngại chú đầm luôn á. Ép luôn nha. Ép luôn đi. Ép cho nó sướng cà phê con. Kìa nó còn nhảy tôm nữa kìa. Quăng ra. Dướng mày vô đây. Coi chừng nó dậy á, chừng dậy á. Không, đừng có dùng tay. Má, cá nó nhiều. Nhiều hết hồn luôn á. Thôi hả? Dính hả? Dính dìm đồ cần cho khỏi nhảy hả? Có đang quay nè. Cá đây nó đi theo bầy bầy sai đó mà đi bầy quá trời. Đi hai đường mà ổng đi mới con đường đã dính. Nó gọi là thổ địa mà mày. Xong gửi cái ống ở trong nhà, nó cũng gửi mấy cái ống trong nhà. Dùng một chỗ đi. Ồ, 5 kg á, 4 5 kg á. Cẩn thận nha, mồi nó búng lên mặt á, kéo né né cái mặt ra, lại kẹp để cái đầu vô, cho nó chạy, cho chạy thoải mái. Nãy giờ chưa nghĩ coi con mồi nó nằm ở đâu, sợ cứa đứt rờ. Đây còn con nữa, đường nó còn con nữa. Còn con bằng tay. Cầm bèo cá lên đây. Thôi, cần đâu, có dây gân ở đây nè. Cứ gân ở gốc cây thì mình xuống đi lấy. Mình đâu có xuống đó đâu. Hồi giờ bắt cá lên đây hết rồi. Sắp lên rồi á. Lên bắt.
cái. Ừ, 5 kg á. Chưa còn chạy. Cứ cho chạy thoải mái. Mà sợ nó đang sợ nó cắt đứt đời. Không, nó ăn ở ngoài. Thôi. Gác đầu lên luôn nha. Còn còn. Con này chụp hình được rồi đó. Mày chạy nữa đi. Anh thấy không, nó nằm là nằm một bầy đó luôn à. Đừng nhảy nữa con. Đủ. Nhảy dữ vậy. Chú ơi, để qua kéo qua đây. Qua đây. Qua đây cho đỡ chà. Đứng đó chà lắm. Đừng nhảy nữa con ơi. Đứng hả? Quên dặn em quay ngang. Hả? Con này 3 kg. Hả? Cỡ rong đó. Cái gì? Kềm à? Gỡ rong đó. Nó nằm bầy 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 không chứ.
cho cố vào. Nó còn đủ vướng. Ba con rồi đây, xong nói ông mang ghe ra. Đến lúc nhỏ nó ra nó ăn á, à, nguyên cặp luôn. Ây da, đầu tay của mày hả, giống con kia luôn á, nguyên cặp luôn á.